HP vừa giới thiệu tại thị trường Việt Nam mẫu máy tính đa chế độ HP Spectre x360 13, thiết bị có thiết kế thanh mảnh với bộ khung kim loại được cắt phát sắc cạnh. Hai góc trên của máy được cắt chéo và bố trí cổng sạc chuẩn USB-C. Máy được tích hợp một phím cơ gạt tắt cho phép ngắt điện ống kính camera khi không dùng đến. Người dùng cũng được hỗ trợ đăng nhập bằng camera hồng ngoại Full HD và đầu đọc vân tay HP Spectre X360-13 được tích hợp công nghệ chống nhìn trộm HP SurePill 13,3 inch chéo Full HD tấm nền IPS và màn hình cảm ứng được phủ kính cường lực Gloria Glass NBT. Máy được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i7 thế hệ 8, bộ nhớ RAM 8GB DDR4, 2400 SD RAM, bộ nhớ lưu trữ 256GB, máy có mức giá khởi điểm khoảng 43 triệu đồng.